JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, một lần nữa một cái đẩy 4 kênh mang thương hiệu WeWood, mã là QM1600, về với anh Hoàng Văn Minh ở tỉnh Lạng Sơn ạ. Vâng, anh có cọc bên em trước mấy trăm. Vâng, số tiền anh thanh toán còn 5.8 triệu. Và bên em có món quà chuyên cho anh Minh nhé, với cái áo mưa của JK Audio chuyên khách hàng khi mà mua mỗi sản phẩm bên JK Audio ạ. Vâng, thì đây là cái sản phẩm đẩy 4 kênh WeWood, mã là QM1600, bên em để bên dưới đây là hàng đập hộp anh nhé. Nó còn nguyên đai nguyên kiện, chưa động chạm gì đấy anh ạ. Đây, và sau đây em sẽ mở ra và bên em bắt đầu test cho anh. Em để đơn của anh từ đây ạ. Vâng, sau khi bên em đã mở ra và bóc tem thì đây là những cái giấy tờ đi kèm, catalog đây ạ. Catalog. Đây là sản xuất tại Trung Quốc. Thì có những thông số, có những cái nói chung là tất cả những cái thông tin chi tiết đầy đủ. Và một cái phiếu bảo hành của phía Trung Quốc. Nó đi kèm là một cái dây nguồn. Dây nguồn đây ạ. Rất là to để nó có thể chịu tải tốt khi mà chúng ta có thể chơi liên tục. Đó. Và đây là cái nhân vật chính đấy ạ. Vâng, đẩy QA mà đẩy thương hiệu WeWood. Vâng, mã là QM1600, đây là dòng đẩy 4 kênh. Dòng công nghệ Class D. Sở hữu những cái tính năng rất là vượt trội như màn hình ở giữa này, hiển thị này, và có 4 kênh điều chỉnh ở phía trước, và tất cả những chế độ chỉnh stereo, panel và bright đã chuyển ra phía trước để chúng ta thuận tiện thao tác. Vâng, sau đây em sẽ đưa vào test trước khi gửi cho anh Minh. Vâng, thì đây là cận cảnh của cái đẩy 4 kênh mang thương hiệu WeWood, mã là QM1600 của anh Minh ở tỉnh Lạng Sơn đấy ạ. Vâng, ở Lạng Sơn anh đã đặt bên JK Audio một cái đẩy khá là cao cấp về dòng phân khúc gia đình, đó là dòng công nghệ Class D. Thì tất cả những tính năng nổi trội của cái dòng này đang hiện tại đang đứng đầu bảng. Về thứ nhất, em cũng vừa nói xong, đó là các cái chế độ chỉnh, chế độ chơi nhạc, stereo, panel và bright chuyển hết ra phía đằng trước, và có những cái đèn nháy rất là đẹp, và có một cái màn hình hiển thị LCD ở đây. Và đặc biệt cái dòng này là chơi được 2 đơn la full 330, rất là thoải mái. Đây là cái vượt trội của cái đẩy QM1600. Và đặc biệt cái dòng này nó còn rất là nhẹ, chúng ta có thể xách bằng một tay được, rất là nhẹ, nó khoảng vài kg thôi ạ. Vâng, cái này tối ưu hóa cho chúng ta cái công việc vận chuyển mà chúng ta muốn chơi nhạc ở những không gian, những cái địa điểm mà đi chơi xa, chúng ta cũng có thể mang vác đi rất là thuận tiện. Đặc biệt cái dòng này công nghệ Class D, công nghệ mới cho cái chất âm rất là căng tròn, đặc biệt là những con chip xử lý cho những chất âm sạch nhất, tinh tế nhất và tái tạo những giải âm thật nhất, trung thực nhất để chúng ta trải nghiệm. Đặc biệt cái dòng này là dòng mới bên em bảo hành cho anh Minh 1 năm và một đổi một trong tháng đầu. Vâng, bên em đang test trực tiếp để cho anh nhé. Vâng, thì em đang lấy tín hiệu từ cái vang Zia. Vâng, mã là KM5X và một cái đẩy, một cái lưng tiếng TD Optic mã là CB600. Và em đưa tín hiệu xuống cái đẩy của anh đi ạ. Đây, em đang kết nối trực tiếp để em test trước khi rồi, rất là cẩn thận. Và bên em sẽ có dán tem công ty JK đưa được bảo hành cho anh 1 năm ạ. Vâng, về cái hình dáng bên ngoài thì cũng khá là đẹp, được làm sơn đen, rất là lì, nhìn khỏe và cũng chúng ta có thể rất dễ phối ghép với những thiết bị đã có. Đặc biệt cái này công suất của nó, khi mà chúng ta đánh mắc một kênh thì nó cho chúng ta được 800W, 4 kênh là anh đánh mắc luôn là 3200W, rất là khỏe. Và ở đây này có một cái khóa, anh để ý cho em nhé, anh ấn hai chữ stereo ở trên cùng này nó sẽ khóa mà chúng ta sẽ không chỉnh được các cái thông số ở đây nữa. Em cho rõ màn hình lên đấy, sẽ không chỉnh được các thông số ở đây. Đấy, em thử khóa này, anh nhìn này, anh giữ hai tay một lúc nhá, hai chữ stereo nó sẽ khóa cái màn hình vào đó, khó nó khóa chúng ta sẽ không gắn được nữa. Đó là cái chúng ta để khóa lệnh lại, lưu lại cái thao tác của chúng ta. Bây giờ anh muốn bảo anh lại ấn hai chữ stereo hai bên,
Đây ạ. Vâng, em zoom cái máy quay của em lại gần một chút để em hướng dẫn các bác cái cách mà tắt vào cái chế độ khóa chuyển kênh của chiếc đẩy QA1600 mà rất là nhiều các bác khách hàng đã lấy hàng bên chúng em mà muốn sử dụng chức năng này mà chưa biết cách để mà sử dụng, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách để mà sử dụng cái chức năng như vậy. Cái chức năng khóa này nó rất là hữu ích nhá, để mà chúng ta nhà có trẻ nhỏ hay là nhà hay có khách đến hát mà chúng ta muốn không muốn cho người khác tự ý chuyển các chế độ đánh thì chúng ta có thể là khóa chế độ này lại. Và để mở cũng như khóa thì chúng ta phải ấn và giữ cái nút shift trên cùng này khoảng 5 đến 10 giây, giữ hai bên đều nhá. Đây anh giữ cái máy quay thì em để em giữ cho. Đó, khi chúng ta giữ hai cái chiếc shift ở phía bên trên và cái chế độ open đã mở là chúng ta có thể can thiệp được tất cả những cái chế độ ở đây, shift parallel và vola. Thì đây là cái ưu điểm mà nhà sản xuất đã đưa ra phía trước để chúng ta dễ thao tác. Vâng, thì bên em đang test cho anh Minh nhá. Vâng, cái đẩy 4 kênh mang thương hiệu WeWood, mã là QA1600. Chất âm rất là tuyệt vời. Căng tròn công nghệ mới Class D, không sinh nhiệt và đặc biệt là siêu nhẹ. Vâng, đó là những cái nổi trội của cái dòng đẩy công nghệ Class D thương hiệu của WeWood. Rồi chúng ta cùng trải nghiệm đi ạ. Vâng, với cái đẩy như thế này các bác có thể chơi được 2 đô la full nhé, 2 đô la full 330, côn 75. Và bên em có tặng kèm cho anh mình 8 cái rắc new trick này để anh chơi đối với la full nhé. Đây là những link phụ kiện đi kèm. Siêu nhẹ, xách một tay được ạ, siêu nhẹ. Vâng, đặc biệt cái dòng đẩy QSA1600 của WeWood này thật sự là sở hữu những cái linh kiện rất là cao cấp, những con chip xử lý rất là tuyệt vời, và đặc biệt là những con tụ để cho những cái lọc nguồn cho nó ổn định. Đặc biệt cái dòng này chạy rất ổn định, công suất ra đều, không bị tiêu hao, công suất hầu như là không bị tiêu hao đi bao nhiêu, nó hầu như là các bác đưa tín hiệu vào 100% nó đánh ra 100% luôn ạ. Có những dòng đẩy thường thì khi mà các bác đưa tín hiệu vào 100 thì nó cho ra khoảng tầm 70-80 thôi, nó chắc bị tiêu hao, nhưng đặc biệt dòng này nó tiết kiệm được cái chức năng đó, vì thế rất là tuyệt vời. Và nói chung cái dòng này có thể làm hài lòng tất cả những cái bác chơi âm thanh dù là khó tính nhất cũng phải hài lòng với những công nghệ này mang lại. Vâng, hiện tại cái đẩy của anh Minh đang hoạt động rất tốt anh nhé. Rồi xe đen xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc anh Minh và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống, cũng như chào anh Minh và hẹn gặp lại.